Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập vườn và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Vườn Quốc gia Cúc Phương và ngành lâm nghiệp nói chung qua các thời kỳ. 60 năm xây dựng và phát triển, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, Đến nay, Vườn Quốc gia Cúc Phương ghi nhận đã có hơn 2.500 loài thực vật, 300 loài nấm, gần 700 loài động vật có xương sống, 1.900 loài động vật không xương sống. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Vườn Quốc gia Cúc Phương và ngành lâm nghiệp nói chung qua các thời kỳ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị đã trao huân chương lao động hạng nhất, tặng Vườn Quốc gia Cúc Phương Đồng thời, biểu dương đánh giá cao những thành tích đáng tự hào của đơn vị qua 60 năm thành lập phát triển. Tại lễ kỷ niệm, 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen. Bảo tồn di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay khi các di sản đang xuống cấp ngày càng nhiều trước những tác động của tự nhiên hay con người ngoài việc sử dụng có hiệu quả những nguồn lực trong nước hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp đang được nhiều các bảo tàng và di tích ở việt nam thực hiện để bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Thừa Thiên Huế là địa phương hợp tác với gần 30 tổ chức quốc tế để tiến hành hoạt động nghiên cứu, bảo tồn di sản. Trong đó có thể kể đến dự án trùng tu triệu tổ miếu ở Đại Nội với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ với tổng kinh phí gần 730.000 đô la. Trong suốt 20 năm qua, từ Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ mà 15 bảo tàng và di tích khác tại Việt Nam cũng đã được hồi sinh cái quan hệ hợp tác với hoa kỳ nó không chỉ là vấn đề chúng ta tranh thủ được một cái nguồn lực để mà dành cho cái việc trùng tu di sản mà chúng ta còn củng cố cái mối quan hệ từ đó có cái quảng bá cái văn hóa di sản của chúng ta đối với một trong những cái quốc gia hàng đầu trên thế giới thì đó cũng là một cái lợi thế ở chiều ngược lại mục tiêu của chúng tôi là bảo tồn di sản văn hóa của việt nam không chỉ là những công trình to mà thậm chí là cả những làn điệu dân ca của đồng bào các dân tộc tất cả những di sản đấy đều làm cho văn hóa việt nam trở nên độc đáo và đặc biệt phía đại sứ quán hoa kỳ sẵn sàng lắng nghe các đối tác việt nam để chúng ta xây dựng thêm nhiều dự án bảo tồn và chung tay cùng chính phủ việt nam trong vấn đề này Ngoài hợp tác với Mỹ, Việt Nam cũng có nhiều dự án hợp tác với nước ngoài khác như thành phố Hà Nội và Ida-Frank, Cộng hòa Pháp, hợp tác trùng tu biệt thứ cổ. Dự án bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ở Quảng Nam có sự tài trợ hơn 50 tỷ đồng của chính phủ Ấn Độ. Bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa không phải chỉ là một sân chơi một mình của Việt Nam mà đòi hỏi về cái sự chung tay góp sức chúng ta phải tiếp thu những kinh nghiệm, cái kỹ thuật, cái nhận thức, cái phương pháp của nước nước ngoài giúp chúng ta bảo vệ bảo quản cái di sản văn hóa nhưng đồng thời là truyền đạt những kinh nghiệm cho các chuyên gia của Việt Nam để mà chúng ta có thể tiếp tục trong thế gian tới. Thực tế cho thấy hợp tác quốc tế được xem là yếu tố không thể thiếu trong bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Nhờ các dự án hợp tác, các di sản được hồi sinh trước những tác động của thời gian. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới, vừa giúp tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội mới đây đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022, sự kiện góp phần kích cầu du lịch của thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và đồng thời cũng là hoạt động gắn kết thời trang với du lịch, là sự tiếp nối những câu chuyện về văn hóa Hà Nội, văn hóa Việt Nam qua tà áo dài dân tộc. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam của Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nhà thiết kế và thương hiệu áo dài nổi tiếng. Bên cạnh đó, không gian trưng bày với năm chủ đề chính cũng thu hút đông đảo công chúng tham quan, áo dài xưa và nay trong văn hóa của người Việt Nam, áo dài với bạn bè và du khách quốc tế, áo dài trong các hoạt động du lịch, các đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất áo dài, phụ kiện trang trí áo dài, áo dài truyền thống và những sáng tạo hiện đại, các thương hiệu và nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi sáng tạo kiểu dáng và hình thức trang trí mới trên nền áo dài là một hoạt động hấp dẫn, thể hiện được tinh thần độc đáo, sáng tạo của các sinh viên, nhà thiết kế trẻ trong tương lai. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vào sáng ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5 giai đoạn 2022-2025. Từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 4 cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, thu hút hàng trăm các nhà văn cây viết trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia với nhiều tác phẩm có giá trị. Đây là cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho các nhà văn, những người cầm bút trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân viết về hình tượng người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân thông qua các tác phẩm công chúng hiểu được cuộc sống sự chiến đấu hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân những chiến công của quần chúng nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội cuộc thi lần thứ năm ban tổ chức chú trọng mở rộng đề tài về các vấn đề an ninh phi truyền thống như mối đe dọa về khủng bố về dân tộc tôn giáo cực đoan suy thoái môi trường thiên tai địch họa mối đe dọa về dịch bệnh thất nghiệp và nghèo đói trung tâm là hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ. Ban tổ chức bắt đầu nhận bản thảo dự thi sau lễ phát động và kết thúc ngày 15 tháng 4 năm 2025. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2025. Ngày 2 tháng 12 tại tỉnh Bình Dương, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hội thảo Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022 hội thảo nhằm mục đích giới thiệu các thành quả và chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh nghiên cứu các phát minh sáng chế và ứng dụng khoa học và công nghệ cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường phục vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế các chuyên gia doanh nghiệp và khách mời được trao đổi thảo luận về những vấn đề nóng của đổi mới sáng tạo tại việt nam hiện nay như đổi mới sáng tạo đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp giải pháp kết nối nguồn lực thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp khoa học công nghệ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022, TechFest Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với chủ đề Đổi mới sáng tạo mở, khơi nguồn tư duy mới, thu hút hơn 8.000 khách tham dự đến từ các tỉnh, thành phố và 20 quốc gia trên thế giới.